Xin chào các bạn. Hôm nay mình có sự đồng hành của Hương Giang, vận động viên powerlifting đạt huy chương vàng U67,5 tại VPA 2019. Hôm nay mình và Giang sẽ giới thiệu các bạn về kỹ thuật cơ bản của bench press. Let's go. Giờ Giang sẽ làm mẫu một cái cho bạn coi trước, xem cơ bench press của powerlifting sẽ như thế nào nhé. Đó, về cách setup thì mỗi cuộc powerlifter sẽ có một cách setup khác nhau. Giang sẽ setup để chân lên ghế và đạp người lên, ấn cổ xuống để lấy điểm tì cho việc action. Ok, cái chân này sẽ có nhiều bạn, một là kiễng, hai là để sát xuống đất, không sao cả, đấy vẫn phù hợp với luật của VPA. Mông chạm ghế là điều tối thiểu của luật bench press. Start, press, right. Ok, tiếp theo mình sẽ chỉ về việc để chân trong việc setup bench press. Thì vừa nãy Hương Giang có để cả bàn chân xuống đất, giờ mình sẽ phân tích. Tôi có hai kiểu để chân, một là kiễng gót, hai là không kiễng. Bây giờ Giang đang kiễng gót thì việc kiễng như vậy sẽ làm cho phần mông dưới của bạn, phần mông của bạn chạm ít hơn vào ghế, nâng cao việc khả năng ếch lên. Thì cái lợi sẽ là giúp bạn được ếch cao hơn, và cái hại sẽ là bạn không thể hảo đạp leg raise được. Về kỹ thuật leg raise là việc bạn đạp lên và lấy lực để đẩy ngực. Rồi bây giờ Hương Giang sẽ để cả gót chân xuống đất này. Ok, việc để gót chân xuống đất này, bạn sẽ đạp từ gót chân lấy lực lên để phát lực trong việc bench press. Mình chúc bạn là sẽ chọn được cái việc để chân phù hợp nhất với mình. Giờ đến phần grip ấy. Ok, về trong grip của bench press thì nó cũng không có gì mới lạ nhiều so với bodybuilding cả. Sẽ có wide grip và close grip, là nắm rộng và nắm hẹp. Thì giờ mình sẽ làm cái nắm hẹp trước và nói cái tác hại và cái lợi của nó. Đầu tiên mình sẽ setup như vừa nãy. Ok, đối với mình nắm hẹp, ok, việc nắm hẹp như này thì ROM của bạn sẽ dài hơn. Đó, đó. Nhưng mà bạn sẽ dùng được nhiều cơ bắp hơn trong việc đẩy, và tay sau và ngực sẽ được dùng nhiều hơn. Còn việc nắm rộng, mình sẽ làm thử. Mình sẽ cầm vào cuối cái ring này. Đó, nắm rộng thì ROM của bạn sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Nhưng mà gần như là bạn sẽ không dùng ngực để đẩy, mà sẽ là vai và tay sau thôi. Trong powerlifting sẽ có một cái động tác nữa để cheat ROM trong bench press. Bạn càng nắm rộng thì sẽ càng hạn chế được khoảng cách từ thanh đòn xuống ngực. Ok, cẩn thận một chút nào. Trong powerlifting sẽ có một cái bộ luật là không được cầm quá 80cm khoảng cách giữa cái ring này và cái ring này là 80cm. Thì bạn phải làm thế nào đó để ngón trỏ của mình che được cái ring này. Một cái mẹo tên là Japanese grip, ở đó người ta sẽ nắm này, người ta sẽ nắm như vậy, người ta sẽ lấy ngón trỏ che vào cái ring đó và cầm như thế này. Quả sẽ lắp lên. Khi mà cầm như vậy thì ROM còn rất là ngắn, chỉ như này thôi. Đó. Cái lợi của cái động tác này sẽ hạn chế tối đa chuyển động của bạn. Giống như nhiều người trêu là ếch lên và bend 5cm vậy. Nhưng mà đổi lại thì bạn cần một cái cổ tay rất là khỏe thì mới làm được cái đó. Ok, như vậy là mình đã chỉ sơ qua với các bạn về cách setup và các một số mẹo nhỏ về cách cầm nắm trong bench press. Tập sau mình sẽ làm hướng dẫn các bạn về các bài tập và cách setup sao cho ếch cao nhất có thể. Hẹn các bạn tập sau nhé.